Chiếc chó Corgi Minh Ước cứ có chuyện là lại khóc như em bé. Đây là hình ảnh một bé Corgi siêu Minh Ước cứ hở ra là khóc, không khác gì một em bé lên ba đang làm nũng với mẹ cả. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, chẳng qua là lỡ cho nó cục sườn bé hơn thằng anh tí tẹo thôi mà nó tưởng không còn thương nó nữa rồi. Thế là chạy ra trước mặt mẹ ngồi khóc như thế này đây. Chồng thấy thương thiệt, nhưng mà nghe cái lý do từ cô gái xong khiến người xem không khỏi bật cười vì sự đáng yêu và nhõng nhẽo của bé Corgi nhà này. Bên dưới bình luận đa phần đều trêu chọc cô công chúa này sao mà nhõng nhẽo quá đi mất. Lần đầu tiên thấy nàng công chúa ngồi khóc vì cục xương của mình bé hơn của người khác luôn đó.